chiếc Exciter xe này 24 135 5 số chạy lâu ngày với nó giọng nồi á nè, rơ nè, lắc nó kêu rồi đừng nói gì, chạy chạy nó giọng kình 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 á, mấy này đặt chân nó ẹt 210 nó im không bố viên nó sắt viên soi viên hết mới mở lần đầu chạy 47.000 cây. Rồi sẽ mở ra mình làm xong rồi quay cho anh em xem nha. Đi test cho đầu bốc nó luôn. Đây là chiếc Exciter 24 135 khi mình làm nồi xong. Làm thay là xô độ nè. Nó sắt. Là 4. Thì làm cái chuồng heo đó, nó không có bị giọng nữa nha. Nó im không bị giọng nó máy luôn, hãy là nó bị rơ, làm xong rồi nó sẽ không có rơ đâu, làm xong mình test đầu bóc nó cho anh em coi nha. Hết giọng luôn nha. Rồi anh em yêu cầu mình nồi tua nhẹ xe bốc nồi viên nó không bắt được gì đâu nha. Xe này yếu bít che nha. Rất là 300, rất là 300 Vario Vision. Vario. Làm nào dặn bốc đầu anh Bảo. Vô. Đúng. R3. Xe đó, đang làm. Rồi, cố gắng thôi. Trời xe rồi con tay mà hỏi tiếp.